Chào các bạn, chúng ta tiếp tục chuyển sang video phần 4 chữa đề cương ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6 đề cương số 2 nhé. Trong video phần 3 lần trước thì chúng ta đã dừng ở bài tập số 1 điền there is và there vào chỗ trống. Đây là bài tập số 1 của phần từ vựng và ngữ pháp. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập số 2 là bài chia động từ ở trong ngoặc. Ok, chúng ta cùng làm luôn nào. Câu đầu tiên, sit down, hãy ngồi xuống. Một con chó kỳ lạ đang chạy về phía bạn, đúng không nào? Khi các bạn thấy trong một câu mà đầu câu bắt đầu bởi một câu mệnh lệnh như thế này, câu mệnh lệnh ngắn gọn như là listen, look hoặc là see, keep silence, giữ yên lặng nào, hoặc là sit down, ngồi xuống nào. Đấy thì những cái câu mệnh lệnh ngắn gọn như thế dùng để thu hút sự chú ý của người nghe đối với những sự vật sự việc đang diễn ra ngay trước mắt. Thì cái mệnh lệnh phía sau này chúng ta sẽ luôn để ở thì hiện tại tiếp diễn nhé. Hiện tại tiếp diễn. Câu này chúng ta sẽ chia ra là a strange dog is running to you, đúng chưa nào? Hiện tại tiếp diễn bao giờ cũng phải có hai yếu tố là to be cộng với verb in. To be ở hiện tại sẽ có ba dạng là am, is, are, tùy theo chủ ngữ là gì. Ở đây chủ ngữ là a strange dog, là một danh từ đếm được số ít này. Vậy chúng ta dùng to be số ít là is, đúng không nào? Sau đó đến động từ chính và thêm verb in. Động từ chính tức là động từ để trong ngoặc này thì chúng ta thêm in vào. Ở đây động từ run là có một âm tiết thôi và kết thúc bởi một phụ âm. Trước phụ âm là một nguyên âm. Nguyên âm tức là năm chữ ở trong từ uể oải, đúng không nào? A-E-L-V. Thì với những động từ mà có một âm tiết này, kết thúc bởi một phụ âm, trước phụ âm là một nguyên âm uể oải, thì khi thêm in vào chúng ta sẽ phải nhân đôi cái phụ âm cuối này lên nhé. Run thì các bạn thêm một n nữa là running, hai n, được chưa nào? Ok, xong này, đến câu số 2. Mẹ tôi thường mua thịt từ người bán thịt, đúng không nào? The butchers, phẩy S ở đây, tức là người bán thịt, cửa hàng thịt. Khi trong câu nào có trợ từ tần suất như là usually, hoặc là often, always, sometimes, thì câu đó chúng ta sẽ để thì hiện tại đơn giản. Vậy câu này chúng ta chia ra là buys thêm S, vì chủ ngữ ở đây là my mom, là danh từ số ít. Thì động từ thì hiện tại đơn sẽ phải thêm S hoặc là ES vào nhé. Buy thì chúng ta thêm S vào thôi. Câu số 3, at the moment, tức là ngay lúc này đây. Ngay lúc này đây, các anh trai của tôi không đang uống cà phê, đúng không nào? Với những câu nào có cái cụm at the moment như thế này, thì chúng ta sẽ luôn để thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn thì bao giờ cũng phải có hai yếu tố là to be và verb in. Ở đây to be với my brothers là chủ ngữ số nhiều này. Thì to be sẽ là are này. Và câu này câu phủ định thì có not. Not thì sẽ nằm ở đối động từ to be. Thì chúng ta biến thành aren't. Hoặc là viết đầy đủ là are not cũng được. Sau đó đến động từ chính là drink. Ở đây các bạn thêm in vào drinking, aren't drinking hoặc là are not drinking, viết đầy đủ như thế này cũng được. Được chưa nào? Đó. Ok, xong nhá. Câu số 4 này. Đây lại có một câu look, hãy nhìn kìa, những người kia đang leo núi nhanh quá, đúng không nào? Ở đây có động từ look làm câu mệnh lệnh rồi. Vậy câu này chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Vì những cái câu mệnh lệnh đó dùng để thu hút sự chú ý của người nghe đến những cái sự vật sự việc đang diễn ra ngay trước mắt, ngay tại thời điểm nói, đúng không nào? Những người kia, those people là số nhiều này, are này, và đến động từ chính là climb, thêm in và climbing. Các bạn lưu ý một chút về phần phát âm nhé. Với những động từ mà kết thúc bởi chữ m và b đứng cuối như thế này, climb, thì âm b này sẽ là âm câm không đọc này, chúng ta sẽ không đọc âm b mà chỉ đọc âm m thôi nào. Climbing chứ đừng đọc là climbing nhé, các bạn lưu ý này, đọc là climbing, ming đó, climbing đó. Các bạn lưu ý những cái động từ mà kết thúc bằng m b như thế này thì chúng ta sẽ không đọc âm b mà chỉ đọc âm m mà thôi, climbing. Ok nhá. Xong đến câu số 5 này, cô gái đó chấm chấm này đang khóc to ở trong bữa tiệc bây giờ, đúng không nào? Now là bây giờ. Khi nào câu nào có now này, có at the moment hoặc là at present thì câu đó luôn luôn sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn với that girl là số ít này, chủ ngữ số ít này. Cry, động từ thêm đuôi ing, hiểu chưa nào? Crying, đang khóc. Is crying, đang khóc. Cô gái đang khóc to trong bữa tiệc. Câu số 6. Những học sinh này luôn luôn mặc quần áo ấm vào mùa hè. À, câu này có always, có nghĩa là luôn luôn.
Và những câu có always hay là usually, often và sometimes, tức là những chọn từ tần suất, thì chúng ta sẽ luôn sử dụng thì hiện tại đơn giản. Hiện tại đơn giản nhé. Câu này động từ là wear, đúng không nào, là mặc. Chủ ngữ là these students, là số nhiều rồi này. Như vậy chúng ta không cần phải thêm s vào sau động từ nữa. Các bạn chỉ cần để nguyên động từ này ra mà thôi. Xong nhé. Câu số 7. Cái gì này? What? Cậu làm ở trong bếp. Câu này chúng ta có thể hiểu là gì? Cậu đang làm gì trong bếp thế? Hoặc là con đang làm gì trong bếp thế? Có thể là một câu mẹ hỏi con, đúng không nào? Con đang làm gì trong bếp thế? Vậy chỗ này, trong ngữ cảnh này thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhé. Sẽ là what are you doing? Được chưa nào? Với câu hỏi thì chúng ta sẽ phải đảo to be lên trước chủ ngữ. Câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn thì các bạn đảo to be này lên trước chủ ngữ. Chủ ngữ đây là you. You are doing, đúng không nào? Thì chúng ta đảo lại là are you doing? Động từ verb in thì vẫn đứng đằng sau chủ ngữ này. Xong nhé. Câu số 8. Tôi không bao giờ ăn khoai tây. Đây là thói quen của tôi rồi, đúng không nào? Never ở đây cũng là chọn từ tần suất. Chúng ta dùng câu này ở thì hiện tại đơn giản thôi. Eat là xong. Với ai là chủ ngữ, là đại từ nhân xưng ngôn thứ nhất, thì động từ thì hiện tại đơn chúng ta không thêm s. Các bạn nhớ cái này nhé. Câu số 9. Xe buýt số 203 này khởi hành cứ 15 phút một lần. Every 15 minutes, tức là cứ 15 phút một lần lại có một chuyến xe buýt số 203 này. Đây là một cái lịch trình lúc nào cũng như vậy rồi, đúng không nào? Trình đã lên lịch sẵn này, lúc nào cũng thế. Vậy chúng ta dùng thì hiện tại đơn sẽ là sets of. Thì hiện tại đơn với chủ ngữ số ít thì chúng ta thêm s vào sau động từ. Câu số 10. Tối nay chúng tôi sẽ không đi tới bữa tiệc kết hôn của thầy giáo hoặc cô giáo chúng tôi. Ở đây các bạn thấy là tonight là một thời điểm trong tương lai gần, đúng chưa nào? Trong tương lai gần sắp diễn ra và thời điểm này vẫn chưa tới, tương lai gần. Và khi chúng ta muốn nói lên một cái dự định nào đó được định sẵn trong đầu trước, những kế hoạch từ trước cho một thời điểm trong tương lai gần, thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ tương lai. Câu này chúng ta vẫn chia ra ở thì hiện tại tiếp diễn sẽ là aren't going. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ không dịch là đang nhé, không đang đi, mà sẽ dịch là sẽ không đi. Đây tuy là về hình thức thì vẫn là thì hiện tại tiếp diễn, tuy nhiên về ý nghĩa là nó để chỉ những cái hành động được lên kế hoạch từ trước cho tương lai gần, sẽ diễn ra trong thời điểm tương lai gần, được chưa nào? Các bạn lưu ý nhé. Và cái hành động này gọi như là hành động chắc chắn ấy. Chắc chắn đã được lên được trong đầu từ trước rồi, sẽ không làm hoặc sẽ làm một việc gì đấy. Ok, xong bài tập thứ nhất của phần chi động từ này. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 3. Vẫn là một bài chi động từ trong học. Bài này cũng lại có 10 câu. Câu số 1 này. Hàng ngày Nam thường đi học bằng xe đạp. Có often rồi, vậy câu này dùng thì hiện tại đơn giản, đúng không nào? Goes. Vì chủ ngữ đây là nam, là số ít, động từ sẽ thêm s hoặc là es. Với động từ go là kết thúc bằng đuôi o, cho nên chúng ta thêm es vào nhé. Câu số 2. Họ thường đi làm bằng ô tô. Cứ câu nào có often hoặc có usually, always, sometimes, never thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn giản. Câu này sẽ là go. Vì chủ ngữ là they, là số nhiều rồi. Đây là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3, số nhiều. Thì chúng ta dùng động từ go, không có thêm s hay es gì hết. Câu số 3 này. John thường đi xe buýt tới trường. Cũng thế. Usually. Thì chúng ta dùng thì hiện tại đơn, đúng không nào? Takes phải thêm s. Vì chủ ngữ đây là John, là tên riêng, số ít. Động từ thêm s vào. Câu số 4. Anh ta chơi bóng chuyền nhưng anh ta không thích nó. Câu này, anh ta chơi bóng chuyền thì chúng ta chỉ cần chia thì hiện tại đơn mà thôi. Plays. Được chưa nào? Ở đây không có chặn từ thời gian tiếp diễn nào cả, nên chúng ta chỉ để hiện tại đơn là được rồi. Nhưng anh ta không thích nó, cũng để thì hiện tại đơn tiếp. Doesn't enjoy. Được chưa nào? Xong nhá. Câu số 5 này. School children, tức là học sinh, các học sinh mặc đồng phục vào thứ hai. Ở đây nói đến tập quán thói quen rồi, đúng không nào? Lúc nào cũng vậy, trường nào cũng mặc đồng phục vào thứ hai. Như vậy sẽ là để hiện tại đơn giản. Wear, chủ ngữ số nhiều này, động từ không cần thêm s. Câu số 6. Mary thường đi bộ đi làm. Go on foot là đi bộ. Có often rồi, vậy câu này sử dụng thì hiện tại đơn giản. Goes, chủ ngữ là Mary, tên riêng số ít. Câu số 7. Những học sinh hư, những học sinh kém đấy, không bao giờ học hành hay làm việc chăm chỉ.
Câu này cũng là sử dụng từ hiện tại đơn thôi. Never work. Bởi vì là bad students. Ở đây danh từ số nhiều rồi này, chúng ta không cần thêm s. Câu số 8. Họ là bác sĩ. Giới thiệu nghề nghiệp, chúng ta cũng sử dụng từ hiện đại đơn. They are doctors. Câu số 9. Có một bức tranh ở trên tường. Hiện tại đơn số ít. There is, đúng không nào? Ở đây có a picture là danh từ số ít. Thì chúng ta để đây động từ to be ở dạng số ít thôi. Câu số 10. Anh ta đến từ Đà Nẵng. Giới thiệu quê quán, nguồn gốc đúng không? Quê quán thì chúng ta cũng để động từ thì hiện đại đơn đạt. He comes. Ok nhá. Ok, như vậy là mình đã xong hai bài tập chữa để chia động từ trong ngoặc rồi. Video phần 4 chữa đề cương số 2 của chúng ta đến đây là kết thúc nhé. Trong video phần tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài tập là cho dạng đúng của những từ được cho sẵn ở đây để làm thành công hoàn chỉnh. Với dạng bài này thì chúng ta sẽ cần phải nâng cao hơn một chút là xác định từ loại. Xác định từ loại đúng, danh từ, động từ, tính từ, trọng từ và cần phải biến đổi những cái từ này. Cái phần bài này sẽ đòi hỏi chúng ta phải có vốn từ rất là tốt thì mới làm được. Trong video sau chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Bộ đề cương này mình để trong phần mô tả của video nhé. Các bạn có thể vào phần mô tả của video này để lấy link tải về để xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.